Chào các bạn, trong video này mình sẽ làm một cái review đánh giá so sánh giữa cái đèn tip LED rạng đông và một cái đèn tip LED T8 thông thường. Cái công suất khoảng 18W hết nha. Thì thứ nhất á, mình đi vào cái phần giá cả. Đối với cái đèn tip LED rạng đông nè các bạn. Bên trang chủ của nó sẽ ghi là 101.200 đồng. Giá của một cái đèn tip LED rạng đông ha. Thì mình xem trên cái trang chủ chính thức của rạng đông luôn á. Còn mấy cái đèn tip LED bình thường như vậy á là giá vài chục nghìn nha các bạn. Nói chung là cái giá thành mà mấy cái đèn LED như thế này á, không có tên tuổi hoặc là nó bán ngoài thị trường á, là giá thành là rẻ hơn nhiều so với cái đèn tiếp đất rạng đông. Tiếp theo mình sẽ đi vào phần review đánh giá chi tiết từ cái cấu tạo bên ngoài đến cái tạo bên trong của cái hai cái đèn loại đèn tiếp đất rạng đông. Cái mã của nó là TT01 và cái đèn tiếp đất thông thường có nó sẽ có sự khác biệt như thế nào mà giá cả nó lại chênh lệch nhau khoảng vài chục nghìn ha. Thì thứ nhất ở đây á, cái cách mở cái đầu đèn nè các bạn, cũng là đầu nhựa ha, model TT01 ha. Bên trong nó cũng là silicon nha các bạn, nhưng mà cái silicon nó dễ mở hơn. Thì các bạn lấy tay á, các bạn vặn mạnh lên, vặn mạnh cái đầu đèn lắc lắc qua lắc lại á, là nó sẽ ra thôi. Đây là cái phần đầu đèn tiếp đến rạng đông ha. Rồi, các bạn lấy tháo cái bon nguồn LED driver ra. Các bạn thấy nó thiết kế cái bon nguồn LED driver này khá đẹp nha các bạn. Cái bon này bon vàng ha. Đồng thời á, cái dây bớt của nó nè, dây nguồn nè, nổ ra âm dương với cái một cái đầu của như nó AC. Tại vì ở đây giống như cái đèn LED thông thường á nha các bạn. Nó có một chân nè, một chân AC bên đây nè. Còn cái chân còn lại á sẽ nối vào cái đầu đèn bên kia, là hai đầu đèn hai bên ha. Sẽ nối hai dây nguồn AC. Cái đầu bên này á thì nó nối một cái dây một dây nha các bạn. Còn cái đầu bên kia là nó đi thêm bớt đây nè. Nó đi qua cái dãy LED bên đây luôn. Ở bên trong là chip LED nha các bạn. Thì cái cách này nó tương tự như cái đèn LED thông thường, như mấy đèn LED bên đây nè. Đèn LED bình thường thì nó có nguyên cái thanh LED như thế này. Nó cũng hai đầu nha các bạn. Một đầu á thì một đầu ở đây cũng là một dây nóng nha các bạn, dây nóng dây nguội ha. Nói chung là nó chia ra hai sợi dây à, bên đây một sợi, đồng thời cái đầu bên đây là một sợi vào luôn nha các bạn. Hai cái chấu này á, nói chung với nhau ha. Nói chung một đầu dây nóng hoặc đầu dây nguội, thì dùng cái nguồn AC các bạn cắm vô dây nóng dây nguội, bất kỳ đầu nào cũng tương tự nhau, không có quan trọng dây nóng dây nguội. Tại vì nó không phải như cái dòng điện một chiều mà các bạn phải lắp cho đúng cực tính nó âm dương. Thì đây cái ngõ vào dòng xoay chiều 220V thì các bạn lắp bất kỳ mà không cần phải xem cái chiều dây nóng hoặc dây nguội. Thì tiếp theo đây mình sẽ đi đánh giá sơ bộ và cái cấu tạo bên trong bên ngoài nha các bạn. Thì đối với cái đèn tiếp LED T8 T01 của rạng đông á, thì bên ngoài của nó là lớp nhựa nha các bạn, nó bọc thủy tinh ha. Còn cái đèn tiếp LED T8 thông thường là thủy tinh bọc nhựa. Có nghĩa là sao? Đây là cái đèn tiếp LED T8 thông thường nha các bạn. Thì các bạn nhìn cái vỏ bên ngoài á, bên ngoài của nó là thủy tinh ha. Bên trong á
đây là cái lớp nhựa. Lớp nhựa này có tác dụng là chống ánh sáng nó đi qua. Cái lớp nhựa này các bạn, nó có tác dụng là giảm cường độ ánh sáng xuống nha các bạn. Tại vì khi mà nếu mà không có lớp nhựa này á, thì ánh sáng nó rất là chói, nó mạnh. Còn khi mà có lớp nhựa này á, nó sẽ phủ, nó thứ nhất là nó phản xạ đều, nó phủ đều trên cái này, lớp này nè. Tại vì nhờ cái lớp nhựa này á, ánh sáng nó lên đây rồi nó nói chung là nó chuyển động bên trong cái thanh thủy tinh này nè. Rồi đồng thời nó giảm cái cường độ ánh sáng xuống một phần. Thì đối với những đèn tiếp led thông thường bên ngoài á, là cái bên ngoài là thủy tinh ha, bên trong là lớp nhựa ha. Nó giảm độ sáng xuống. Tuy nhiên đối với đèn tiếp led rạng đông á, thì bên ngoài là lớp nhựa nha các bạn. Bên ngoài lớp nhựa, bên trong mới là lớp thủy tinh. Đây để mình tháo, mình đập bể một cái đầu đèn ra của đèn tiếp led rạng đông á. Rồi các bạn xem nè, đây là lớp nhựa nha các bạn. Còn bên trong á mới là cái thủy tinh, chính xác là thủy tinh nha các bạn. Nè các bạn nhìn thấy không? Từ bên ngoài rõ ràng là một lớp nhựa nha các bạn. Còn thủy tinh nó nằm phía đây. Nó nằm bên trong cái phần nhựa này ha. Bên trong vẫn là ống thủy tinh nha các bạn. Rồi. Còn ở đây là cái lớp silicon nè. Nó dán cũng khá chặt ha. Đây là cái sự khác biệt của bên ngoài của hai loại đèn led trên thị trường nha các bạn. Nè, vỏ cái nhựa nó bọc thủy tinh, còn bên cái đèn led thông thường nó là thủy tinh nó bọc nhựa ha. Sau đây chúng mình sẽ tiến hành đi vô phần chi tiết bên trong. Nó sử dụng như là chip led đó. Xem thông số của nhà sản xuất của rạng đông đó, thì nó nói là ở đây nó sử dụng chip led Hàn Quốc nha các bạn. Mình nghe nói thôi nhưng mà chứ mình chưa biết là cấu tạo thực sự bên trong là gì. Rồi ở đây á, nó sử dụng chip led là 3528 ha. Còn đối với lại tiếp nó thông thường á, cái này là như vậy, chắc chắn là linh kiện hoàn toàn bằng Trung Quốc rồi. Nó sử dụng chip led dán HD của Trung Quốc. Đồng thời nó sử dụng chip led 5030 nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ đến với phần mà bo nguồn led driver. Cái bo nguồn led driver của cái đèn tiếp led 8 rạng đông á, nó thiết kế khá đẹp nha các bạn. Nó thiết kế loại bo vàng. Bo cũng là bo hai lớp luôn nha. Và cái tụ của nó, cái tụ hóa nó dùng cái tụ của hãng IC của China, của Trung Quốc luôn. Tuy nhiên đối với những cái bo đèn tiếp led thông thường á, giá thành rẻ hơn á, thì cái bo nguồn của nó là loại, nó lại là bo xanh nha các bạn. Đồng thời cái tụ của nó cũng là tụ hóa luôn, nhưng mà không có tên tuổi. Tại vì bên đây á, thì nó sử dụng cái hãng của hãng IC, còn bên đây tụ hóa nó không có no name nha các bạn, nó không có tên tuổi hay gì hết thôi. Thì trên tay mình đó các bạn, đây là cái bo nguồn led driver của mấy đèn tiếp led 8 nè. Cái tiếp đèn thông thường các bạn, các bạn nhìn thấy không, cái bo này bo màu xanh ha, đây là bo xanh. Còn tụ á, nó sẽ không ghi cái, nó không có tên tuổi gì luôn nha các bạn. Đó, ở trên tụ của nó chỉ ghi là giá trị là điện dung với điện áp thôi. Nhớ đây 15mm nè, 400V nè, rồi hết rồi. Thì có, ở đây có hai cái tụ chính, một cái tụ động nguồn sau chỉnh lưu, đồng thời một cái tụ lọc nguồn ngõ ra. Đây là cái bo nguồn led driver của cái mạch led tiếp led 8 thông thường ha. Còn đối với các bạn nhìn nè, cái bo nguồn của đèn tiếp led rạng đông á, nó dùng bo vàng, nhìn các bạn nhìn thấy màu vàng là cái nhìn khá đẹp ha. Nói chung á, ở đây nó bên rạng đông nó có đầu tư nha các bạn. Các bạn nhìn thấy dây bớt của nó nè, giống như trong mấy cái mạch điện tử á. Đồng thời mấy cái tụ chính của nó là hãng IC nha các bạn.
IC này của Trung Quốc luôn ha. Nhưng mà so với những cái tụ mà không có tên tuổi á thì cái mấy cái tụ này ít ra nó cũng tốt bền hơn nha các bạn. Khá bền ha. Tuy nhiên cái chất lượng á, so với cái mấy cái tụ bên Đài Loan hoặc là bên của Nhật á, thì mấy tụ này chắc chắn là không bằng. Rồi tiếp theo đây mình sẽ thử tháo cái bo nguồn led driver của nó ra, mình xem cái linh kiện bên trong, đồng thời mình thử đo cái mức điện áp với cái cường độ dòng điện của nó nha các bạn. Ở đây mình lấy một ít mỡ hàng ha, cho dễ tháo ha. Rồi mình tháo cái gì bớt này ra nha các bạn. Nó thiết kế bằng dây bớt bình thường nha các bạn, nói chung là khá đẹp ha. Giống như mấy dây bên trong mấy cái linh kiện điện tử, cái mạch điện tử á. Ở trên đây á, nó có ký hiệu nha các bạn. Nè, AC nè, cộng trừ nè. Cái cộng trừ nè, cộng trừ ngõ ra của nguồn led driver nha. Còn có một đầu dây AC nối vào cái đầu đèn bên kia. Còn đây là cái bo nguồn led driver của cái đèn led thông thường. Các bạn nhìn so sánh thử coi. Thì chip led đó, nó cũng giống nhau nha các bạn. Tuy nhiên đối với cái mạch mà của đèn led rạng đông á, nó sẽ có thêm một con điện trở cầu chì. Đi điện trở cầu chì các bạn, đi trở cầu chì ngõ vào nè. Cái đầu này là VAC nó ngõ vào luôn nè. Hôm qua con điện trở cầu chì ha. Rồi nó đến cái một cái con IC 4 chân và IC cầu diode nha các bạn. Thì linh kiện đó, nó cũng tương tự như mấy cái mạch led này thôi. Đây nó chỉ khác nhau là có cái con điện trở nó mắc thêm con điện trở cầu chì, rồi cái tụ hóa của nó dùng cái hãng IC của nó, dùng là có tên tuổi ha, còn những cái này là không có tên tuổi nha các bạn. Mấy tụ nào không có tên tuổi cái chất lượng nó khá kém nha, nó hay bị nhất là mấy cái đèn led mà nó hay bị nhấp nháy á, tụ này nó bị rỉ hoặc bị phù á, thì những nguyên nhân là rất nhiều ha. Còn đối với những cái tụ loại này á thì nói chung là có hạn sản xuất, nó có tên tuổi rồi, cái chất lượng tụ á nó sẽ khá cao hơn so với những cái tụ đó nha. Rồi các bạn nhìn thấy không, cái đây là cái cuộn dây của nó nè, thiết kế khá nhỏ ha. Cũng có mấy con điện trở mồi cho IC nè các bạn, cấp nguồn ha. Tuy bo hai lớp nhưng mà nó thiết kế khá gọn. Thì nói chung ở đây á, cái nguyên lý hoạt động á, thì giống như hệt nhau nha các bạn. Ở đây mình không nói về cái nguyên lý hoạt động của nó nữa, mà mình nói về cái cách sử dụng linh kiện, cái bố trí linh kiện á. Thì ở đây cái mặt bên đây, những cái mặt này của rạng đông nó thì gọn hơn ha. Thì nói chung á, so với những cái đèn led bình thường tới 8 á, thì ở đây nó xét về cái đó là nó bên đèn led rạng đông á, nó có, nói chung nó có đầu tư, nó cải tiến nè, rồi ngay cả cái bo mạch của nó ghi in logo nè các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình thử đo cái điện áp và cường độ dòng điện của cái bo nguồn led driver này, nó có thông số của nó có như mấy cái bo nguồn led driver của đèn led bình thường không nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy có một cái dây, rồi thì mình lấy một cái sợi dây điện ha các bạn ha. LN nè là hai cái dây AC ngõ vào đó, thì các bạn hàng mình lấy một dây mình hàng vô nha.
Rồi tiếp sau đây á, mình sẽ hàn vào hai chân ngõ ra của bao nguồn left over, V cộng V trừ. Rồi mình ở đây mình lấy hai sợi dây ha các bạn. Dây đỏ các bạn hàn V cộng ha. Các bạn có thể hàn ở đây cũng được nha. Để mình thử đo cái điện áp ngõ ra với cái cường độ dòng điện của cái bông led driver này nó ra nó khoảng bao nhiêu, giá trị bao nhiêu. Rồi mình đã hàn xong nha các bạn. Rồi tiếp đây mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh ha. Rồi cặp vô thôi, cặp cho nó kỹ vào nha các bạn, đừng có đỡ cho. Rồi kiểm tra lại cái mối hàn coi nó không bị chạm chân ha. Tiếp sau đây mình sẽ dùng một cái dây phích cắm AC có một cái đầu nối nhanh, mình cũng cặp luôn y hệt như vậy các bạn. Đây nè, các bạn chích vô, cặp vô là được rồi. Cái đầu dây AC đây nè. Rồi như vậy đã xong nha các bạn. Để mà đo điện áp á thì mình sẽ dùng một cái đồng hồ số. Thôi mình trước khi mình đo điện áp trước mình chuyển qua thang đo 1 × 1000 nha các bạn. Ở đây á có hai quay đỏ và đen ha, thì các bạn cặp vô đỏ đen tương ứng. Đen vô đen, đỏ vô đỏ nha các bạn. Rồi rất đơn giản ha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ dùng một cái ổ cắm điện nha các bạn. Các bạn chú ý cẩn thận nha, đo cái điện áp này á có đừng nó chạm chập cháy nổ ha. Rồi mình sẽ cắm phích cắm vô đây. Rồi mình bật nguồn lên coi coi cái điện áp mình đo được khoảng bao nhiêu nha các bạn. Đây các bạn thấy không, cái điện áp VL nó ra là 323V được nha các bạn. Cái này là nó khá lớn ha. Thì ở đây á, cái VL nó ra không tải nó phụ thuộc vào cái số lượng chip led nè, và chủng loại chip led nha các bạn. Như số lượng mà như các bạn số lượng càng nhiều á thì cái điện áp của nó chứ là không tải thì nó sẽ càng cao nha các bạn. Đó là cái công suất của chip led nữa, tùy mỗi chip led á nó sẽ có một công suất nhất định. Như vậy ta nhận thấy ở đây là có sự khác biệt nha các bạn, từ cách số lượng chip led nào, dùng cái loại chip led loại nào á thì nó sẽ có cái điện áp ngõ ra VL không tải khác nhau nha các bạn. Nói chung là cái số lượng chip led mà trong mạch á nó càng nhiều á thì cái điện áp ngõ ra phải càng lớn nha các bạn. Nói chung nó tỷ lệ hợp với nhau, tại vì nếu mà số lượng chip led nó càng ít á thì cái điện áp ngõ ra này nó không cần phải cao đâu, tại vì cao quá thì nó sẽ cháy chip led. Tại vì mỗi cái chip led VLED của nó là nó từ dao động là từ khoảng 2,2 đến khoảng tầm 3V là ok. Mà các bạn cho điện áp nó cao quá thì rõ ràng ở đây á, là cái khả năng mà chip led chết là rất cao ha. Thì nó, cái điện áp này nó phụ thuộc vào số lượng chip led trong mạch. Tiếp sau đây mình sẽ tắt nguồn, mình đo cái cường độ dòng điện của nó nha các bạn. Rồi ở đây mình chuyển vào cổng com ha. Mình đo dòng điện của cái bông led driver này nó khoảng bao nhiêu. Rồi mình chuyển qua thang đo 10A. Trước đây mình sẽ bật nguồn lên coi dòng nó khoảng bao nhiêu nha các bạn. Các bạn thấy không, cái dòng ở đây là nó khá ổn nha các bạn, khoảng 140.14, có nghĩa là 140mA.
cái điều này á các bạn, nó dẫn đến gì? Nó dẫn đến là cái khả năng mà chết chiplet là rất ít nha các bạn. Tại vì cái dòng của nó giới hạn limit như vậy này rồi, là khá ổn ha. Các bạn nhìn cái đuôi đèn của nó nè, nó có ghi thông số luôn nha các bạn. Bên rạng đông á, nó có ghi thông số nè, chiplet T8 nè, cái model của nó là TT01, 18W. Đây có cái dòng điện nha các bạn, thường rồi dòng điện của nó là 0.15A, có nghĩa là 150mA nha các bạn, điện áp khoảng 220V. Ở đây giá trị là 0.15 nha các bạn. Còn thực tế mình đo được là khoảng 0.14A, có nghĩa là 140mA. Như vậy á, là mỗi cái, nếu mà trong mạch đó nó có hai con chip led mắc song song với nhau đó, thì mỗi chip led sẽ có 70mA thôi nha các bạn. Nó qua 70mA. Đây là các bạn, trường hợp đó, đối với những cái đèn led thông thường á, thì nó sẽ có hai con chip led này mắc song song với nhau, rồi nối tiếp với hai con chip led mắc song song với nhau tạo một nguyên một dãy. Ở đây các bạn, cái dòng của mình á, mình đo được là khoảng là 140mA. Đây là cái dòng của nó các bạn. Thì hai con led này á, nó như nhau, thì dòng y là bằng y1 cộng y2 nè, thì mỗi con led á, nó sẽ gánh được cái dòng là 70mA thôi, là rất là thấp nha các bạn. Đối với những cái chip led của mấy cái đèn led á, T8 bình thường á, thì dòng nó gánh là khá lớn nha các bạn. Nó dòng của nó mình đo được là khoảng hơn 100mA, khoảng 140mA là một con luôn á. Thì ở đây á, trong những video trước mình đã nói rồi, để cái những cái led nó mà ít bị cháy á, hoặc bị chết chip led á, hoặc là trong quá trình hoạt động á, là chip led nó phát nó tỏa nhiệt ra, dòng cường độ dòng điện á, nó phụ thuộc vào cường độ dòng điện nha các bạn. Thì đây y á, của led nên nằm trong khoảng từ 10mA đến 100mA là vừa, nói chung là đến 70-80 là vừa maximum. Mà ở đây á, cái y led của mình á là chỉ có 70mA thôi. Và theo tính toán nè, mình được 70mA là nó nằm trong cái phạm vi này là ok. Còn đối với những cái dòng mà đèn tiếp led của cái hãng khác á, nói chung là của Trung Quốc á, thì cái y led của nó sẽ lớn hơn cái phạm vi này nha các bạn, lớn hơn 100mA luôn, nó khoảng một, nó dưới 150mA là cái cường độ điện mắc cực đại của nó. Còn nếu mà quá 150mA là cái khả năng mà cháy chip led là rất cao nha, bị chết chip led liền á. Thì ở đây á, rạng đông nó đã đầu tư, nó nói chung nó đã tính toán kỹ rồi, thì cái y led mắc của nó mình đo được, tính được á, là khoảng đối với những con hai con led mà mắc song song cho mạch đó, thì nó dòng 70mA là ok, là ổn nha các bạn. Là cái chip led này á, nó ít bị cháy và ít bị chết hoặc là ít bị nóng luôn nha. Nói chung là đảm bảo cái chip led này nó sống sót rất cao, nó khá bền luôn nha. Còn đối với những cái mạch nó mà các bạn đo được cái dòng VL y led nè, nó khoảng 150, hơn 100mA là cái khả năng á chết chip led là rất cao. Đây là cái hiện tượng mà nhiều bạn sửa cái đèn chip led T8 nè, chip led nó cháy, nó đen đầu á, hoặc là nó bị chê cho chấm như ngay giữa nè các bạn, là những chip led này nó bị cháy nha các bạn, hoặc là bị rò rỉ ha, do dòng điện á, nó phụ thuộc dòng điện. Thì nói chung là đỡ, nó bền hơn hoặc là nó ít bị nóng hơn, thì các bạn giảm cái dòng điện nó xuống. Mà trong đây á, là cái mạch của rạng đông á, là làm khá tốt vấn đề này nha. Thì nói chung á, là bên rạng đông á, nó có đầu tư để mà nó chế tạo ra các giá trị như cường độ dòng điện nè, nó ra luôn nè, rồi cái điện áp, nói chung phù hợp với cái chip led mà nó sử dụng luôn. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây các bạn, là nói chung là khá dở nha các bạn. Đối với rạng đông nè,
ở đây á, cái đèn tiếp led rạng đông á, nó sử dụng cái dây led mỏng nha các bạn, rồi nó gắn chặt vào cái thành của vỏ thủy tinh. Cái những cái trường hợp này nó rất khó tháo ha, và khó thay chip led, tại vì tháo ra rất hay, các bạn không khéo hay bể thủy tinh nha các bạn, bể cái vỏ thủy tinh đó, nói chung là nó nguy hiểm. Và nói chung là nó là khi mà một cái vỏ thủy tinh nó bể rồi á, là các bạn trường hợp mà nó gắn vô cái thành là lại mấy cái máng đèn á là nó khó nha. Tại vì ngay từ đầu á nó đã chế tạo cái dây này, dây led mỏng nè, nó gắn chặt vào cái vỏ thủy tinh bằng cái lớp keo silicone đó, nó khó tháo lên. Còn đối với những đèn tiếp led T8 thông thường á, các bạn nhìn không, nó sử dụng cái chip led hàng trên cái bao mạch. Cái những cái này nó trong những video trước của mình nó nói nó dễ tháo nha, nó tháo ra rồi các bạn dễ thay chip led. Đây là cái nhược điểm của cái đèn tiếp led rạng đông, tại vì hình như nó chế tạo kiểu này á, là nó không cho mình tháo ra hoặc là mình sửa chữa cái thay chip led. Mình chỉ có thể sửa chữa cái bao nguồn led driver được thôi, chứ còn mấy cái chip led của nó là không có sửa chữa được nha các bạn. Đây đã mình miêu tả cho các bạn thấy. Đây là cái đèn led thông thường nha các bạn. Các bạn thấy không? Cái này là cái bo mạch của nó nha các bạn. Vĩ mạch của nó các bạn, có thể kéo ra kéo vào, có thể tháo ra được. Khi mà các bạn tháo được cái đầu đèn ra, các bạn rút ra được. Rút cái thanh này ra có thể. Trường hợp mà chip led trong mạch á nó hư á, các bạn tháo ra các bạn thay chip led nha. Đây là các bạn. Mấy cái thanh này á, các bạn tháo ra như thế này. Rồi chip led nó hư á, các bạn có thể đo đạc, các bạn sửa chữa, các bạn tháo thay chip led được. Còn đối với cái đèn tiếp led rạng đông á, nè các bạn quan sát cho mình nè, các bạn thấy không, bên trong của nó, bên ngoài á là cái lớp vỏ nhựa rồi mình không nói, rồi bên trong là cái lớp thủy tinh nè các bạn. Đây là lớp thủy tinh nha các bạn. Rồi đây là cái một cái dây led nè, dưới nó hàng chặt luôn nha các bạn, nó không cho mình tháo luôn nha. Nó nói chung là bám sát vào cái lớp thủy tinh đó. Đây nè các bạn, cái dây led này á, nó sử dụng một cái dây led nha các bạn, dây led rất khá mỏng nha. Rồi nó dán chặt nè, cái lớp này lớp silicone nè, nó dán chặt vào cái lớp thủy tinh. Nói chung là nó không cho mình tháo nha các bạn. Khi mà cái tháo á, các bạn dùng cái dao hay cái kéo hay cái gì các bạn nạy lên á, là nó bị bỏ thủy tinh này, là cái đầu đèn của mình là không gắn lại được nha các bạn. Với lại nó thủy tinh á, nó bỏ rất nguy hiểm, nhiều khi nó mặt khác cái dây led này các bạn, nói chung là các bạn khó tháo ra, khi nó hư hỏng các bạn khó thay luôn. Rồi, trường hợp mà nó cháy chip led á, là có nhiều khi các bạn có thể bỏ nguyên cái đèn rồi luôn nha các bạn. Các bạn chỉ tận dụng lại cái bao nguồn led driver này thôi, chứ còn mấy cái đuôi đèn tụi nó tháo ra có thể làm bể cái thủy tinh luôn, là hư luôn nha các bạn. Là nó chế, nói chung nó làm cái dây led này rất là nguy hiểm ha, nó gắn chặt vào cái lớp thủy tinh luôn nha các bạn. Nó không có như cái đèn tiếp led T8 thông thường, nó chế vô cái bo mạch này á, có gì mình tháo ra mình có thể mình thao tác mình nó hư chip led nào mình thay được. Còn đối với những cái loại đèn của rạng đông á, thì nó không cho mình tháo luôn, trường hợp hư chắc bỏ luôn các bạn. Nè, gắn silicone chặt vô cái thủy tinh nè, cái đây cái miếng thủy tinh nè các bạn. Rồi, vậy là trong video này mình đã review cho các bạn thấy cái ưu nhược điểm của các đèn tiếp led của rạng đông và cái đèn tiếp led bình thường bán ngoài thị trường. Nó sử dụng là từ cái bên ngoài nè, nó có sự thay đổi rồi, để nó sử dụng chip led. Rồi bao nguồn á, nếu mà xét về cái tổng thể bao nguồn á, thì nó cái loại của rạng đông á là tốt hơn cái bao nguồn của led thông thường nha các bạn. Từ cái ngoài ra cái dòng điện của mình đó, mình đo được là khoảng 140 mA.
mà nếu mà chia ra hai con led đó, thì mỗi con led nó gánh được khoảng 70 mA, là nó nằm trong cái vùng ổn định đó các bạn. Cái vùng này nè là tốt ha. Chứ còn đối với đèn led đúc led thông thường thì cái dòng nó cao hơn nha các bạn, nhiều khi cao gấp đôi. Như trong video trước á, mình đã đo cho các bạn thấy là cái cường độ điện nó lên khoảng gần 280 mA, còn đây chỉ có 140 mA, là nói chung là nó giảm 1/2 nha các bạn. Còn cái cách mà nó sử dụng linh kiện đó, cái tụ này, mấy cái tụ này tụ hóa mà không có tên tuổi gì á, là nó nhiều khả năng là nó, nói chung là cái chất lượng nó kém hơn so với những tụ mà cái hãng mà nó sản xuất nha, có tên tuổi nha các bạn. Rồi nhược điểm ở đây á, là mấy cái đèn tip led đặt đông á, là mấy chip led này nó khó tháo ha, vì nó cái đèn nó gắn chặt bằng silicon, nó gắn chặt vô cái thành của thủy tinh luôn. Mà khi mà các bạn, nó trường hợp nó hư thay khổng á, các bạn khó thay chip led, khó lấy ra. Các bạn lấy ra có thể làm bỏ cái lớp thủy tinh bên trong á các bạn. Còn đối với những cái đèn tip led T8 thông thường á thì cách tháo ra cũng dễ ha. Đồng thời những cái mấy cái bo mạch này nè, mình tháo ra mình thay chip led là vô tư luôn nha các bạn. Thì đây là nhược điểm chính của cái đèn tip led đặc đông. Rồi, vậy là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.